Alo, nhà Hưng, ông chưa nói xong. Làm gì cười vậy cha? Tao cười mày cũng không cho nữa hả? Làm gì cười nhiều vậy? Bộ khùng sao cười quậy cha? Bà tôi thấy cái mặt ông cười, sao nó liếm liếm làm sao? Bảy nói làm sao? Bộ nhìn anh cười, cái mặt anh liếm lắm hả? Nói thiệt đi, ông có chuyện gì vui mà cười hoài vậy? Đó, lại cười nữa. Hay là nguyên cái ổ Việt Kiều nhà ông về nước? À, chắc bà chị ở nhà gọi ông về để nhận siêu xe đi bán bò nướng lá lốt chứ gì. Chuyện nhỏ, 1-2-30 chiếc siêu xe đối với anh chỉ là một cái đinh thôi. Dữ vậy ta? Mới vô mánh hả? Mẹ, vô mánh thiệt hả? Trả 100.000 đi. Từ từ bảy, mai mốt á, bảy muốn bao nhiêu anh sẽ trả cho bảy, thậm chí anh cho bảy thêm. Nhưng mà bây giờ chưa vô mánh, nhưng mánh sắp vô. Khó tình quá. Ông Hình à, tôi cũng mong trông vô mánh đó. Mánh gì nói cho tôi mừng coi. Rồi từ từ bảy xin. Anh mà vô cái mánh này rồi đó, anh sẽ mua cho bãi một căn nhà bự chặt bá luôn. Nói gì? Bộ nói vẫn chơi hả cha? Anh nói thiệt chứ không bao giờ nói chơi đâu. Nghe xét đánh ngang tay cái rầm. À, trời ơi, cái gì? Muốn nổ hai mà nhỉ luôn nè. Bãi cứ nói anh nổ đi, rồi từ từ bãi sẽ biết. Sao lâu dữ vậy ta? Ông đang chờ ông Bình về hả? Không dám đâu. Vậy chứ ông chờ ai? Rồi từ từ bãi sẽ biết. Thôi mệt đúng quá, lúc nào cũng từ từ á. Đây nè, tôi nói cho ông biết ha. Muốn ăn cơm trưa ha, là phải nói cho tôi biết ông sắp vô mánh gì. Còn nếu không á, là ông ăn khoai từ đi ha. Anh. Em chuẩn bị xong hết chưa? Trúc chuẩn bị xong hết trơn rồi đó, mình đi được chưa? Anh thì lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ cho người đẹp. Vậy thì sang lấy xe của Trúc đi luôn ha. Ừ. Trời đất ơi, mình mới vừa nghe cái gì vậy? Mình mới vừa thấy cái gì vậy ta? Ê, chưa ăn uống gì hả? Bộ tính ngủ vậy hả? Nè, cái đó phải cái mánh từ từ của ông vậy. Mai mốt anh Hinh sẽ là chủ cái dãy nhà trọ này. Bình, tôi chở Trúc đi ăn nhà hàng nha, ông khỏi phải đợi cơm tôi. Thằng Bình á, nó quăng cục lơ em rồi. Em để ý nó làm gì vậy? Nè, tôi nói anh chở tôi đi ăn nhà hàng hồi nào? Tôi nói là anh chở tôi ra chợ mua đồ về thông mấy cái ống cống. Vậy mà anh... Thì mình đi chợ rồi đi ăn luôn. Đi ăn xong về, anh thông cống cho em.
Nói là phải làm đó. Tôi không có mướn người đâu. Ý nè, nè nè, anh Bình, Bình. Gì? Anh có thấy gì không? Thấy gì? Ông Hinh vừa mới đi với bà Trúc á. Ờ thì mới gặp hai người ngoài cổng. Ủa, mà họ đi với nhau là chuyện bình thường, có gì đâu mà cậu căng thẳng dữ vậy? Trời đất ơi, vậy là anh không biết gì hả? Biết gì? Ừ, ông Hinh ông cặp với bà Trúc rồi. Công nhận nha, bò lá lốt nhưng mà tài năng thiệt á. Hôm trước hôm sau á mà đã lượm con người ta rồi. Bởi tôi nói anh hoài mà anh không nghe. Giờ anh thấy chưa? Anh quăng đi có người khác lượm liền á, thấy không? Tưởng chuyện gì, chứ chuyện tình cảm của chị Trúc thì có liên quan gì đến tôi? Nhưng tự nhiên ông Hinh đến ở cá, rồi hốt bà chủ nhà trọ. Để ông hốt vậy, tiếc chứ. Bảy à, thôi đừng nói về chuyện đó đi. Thôi, tôi đi tắm đây, ăn cơm rồi còn đi trả xe cho người ta nữa. Không có thời gian mà nói về mấy chuyện đó đâu. Tầm sàm bả lát. Anh Bình. Trời ơi, cờ đến tay mà không chịu phất. Tự nhiên để người khác giật. À, điện thoại cho ông tư sĩ biết mới được. Tự nhiên ở đâu lại hốt giữa chừng ngang xương, hỏi ai mà không tức. Anh ngồi xuống đi. Ừ. Ê, ừ. Hình như anh có sợi tóc bạc. Kìa, để nó phát cho. Em với anh là vợ chồng với nhau, tại sao khi chăm sóc nhau lại phải ngượng ngùng trước mặt con cái? Huống hồ Giao Linh đâu có còn là con nít đâu. Chờ Giao Linh về rồi muốn làm gì thì làm, có phải hơn không? Ủa, sao phải như vậy hả anh? Vậy ra chỉ khi nào không có mặt Giao Linh ở đây, em mới được thực hiện bổn phận của người vợ đối với chồng hay sao? Bộ em cứ phải giữ ý tứ, kể cả ngay trong nhà mình hay sao? Quả ra thì từ trước tới giờ em chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu nên mới phải ngó trước ngó sau chứ gì. Có phải muốn nói như vậy không? Giao Linh, cô nghe rồi đó. Ba cô la rầy tôi như vậy liệu có đúng không? Tôi mong á, thôi thì bao nhiêu sự la rầy đó tôi chịu hết cho. Chỉ mong là mai mốt em cô ra đời á, ba nó cũng sẽ thương nó như là thương Giao Linh vậy. Mà chị hai nghĩ dần tên em trai của mình giùm tôi nghe. Tôi thích cái tên Bằng Linh lắm đó, nghe rất là con trai đó chứ. Cô nghĩ sao? Thúy Hằng, có nhất thiết phải nói như vậy không? Em nói như vậy chỉ để nó chấp nhận sự thật thôi. Em là vợ của anh, em phải nói như vậy để cho nó nghĩ em là mẹ của nó. Em còn muốn nó khinh khỉnh và trêu ngươi em như vậy? Nhất là lúc này em đang mang thai. Bộ cha con anh muốn em uất ức tới chết hay sao? Dạ thưa ông. Dạ tôi nấu nướng xong rồi, mời ông bà với cô Linh lên dùng cơm. Bà cho cha con tôi ăn gì vậy? Dạ tôi hấp bún bí, làm cá rô kho tộ như ông dặn đó. Ông có nói là hồi nhỏ cô Linh thích ăn món đó lắm. Đó, hai cha con anh đi ăn với nhau đi, để nhớ lại chuyện xưa, nhớ lại bà vợ trước đó. Tôi không chịu nổi mấy cái mùi đó. Tôi xin lỗi. Mày nói dối với Phượng Vân, tao có phần hùng trong khu khách sạn siêu sao để làm gì chứ? Nếu như cô ta phát hiện ra mày bị đặt thì sao? Không có chuyện đó đâu mày ơi. Thí dụ mà có chuyện đó thì tao đợi hết cho mày cho. Sự dối trá có dấu nhẹm đến đâu thì cũng có lúc lòi ra. Đến lúc đó nhục lắm mày ơi. Tao không thể nào chịu nổi thái độ khinh miệt mà chắc chắn cô vợ tương lai của mày sẽ dành cho tao. Rồi từ từ Phượng Vân cũng sẽ hiểu mày thôi. Thôi được rồi, cứ tạm tin là như vậy. Bây giờ nói chuyện công việc. Khu liên hợp khách sạn nhà hàng siêu sao của mày có quá nhiều vấn đề cần phải thay đổi và sắp xếp lại. Nếu như tao chịu trách nhiệm điều hành, tao có toàn quyền quyết định không? Tất nhiên. Mày sẽ là CEO ở đó. CEO chứ không phải là manager. Giám đốc điều hành tất nhiên là quay hơn quản lý rồi. Nhưng mà nè, nhớ là tao sẽ không nể nang bất kỳ một ai đâu đó. Vậy tao, công việc là công việc, không có chuyện tình cảm cá nhân xen vô. Nếu như mày đồng ý như vậy thì mày phải làm một bản cam kết cho tao. Ok, ngày mai mày sẽ có văn bản đó. Cảm ơn. Tao sẽ làm mọi việc trở nên tốt nhất trong khả năng của mình. Mà nếu muốn như vậy thì mày nghĩ sao?
nếu tao sa thải ông Tùng. Căng đó mày. Căng là sao? Mày nghĩ lại giùm tao coi, có nhất thiết phải làm như vậy không? Bởi lẽ Ông Tùng sao mà khó nói quá. Có gì đâu mà khó. Tao hiểu rồi. Ổng là do ba Phượng Dân giới thiệu cho mày đúng không? Chưa hết đâu. Khi còn sống, ba mẹ tao hết sức ưu ái chú ấy. Mày nghĩ giùm tao coi. Dĩ nhiên như đã cam kết, mày có toàn quyền hành động. Nếu quả thực mày thấy điều đó bắt buộc phải làm, mày quả là một người sống nặng tình nặng nghĩa. Lúc này mà kiếm được một ông chủ nặng tình nặng nghĩa như mày là khó lắm đó. Thôi được rồi, tạm gác lại chuyện này đi. Tao sẽ không làm cho mày khó xử đâu. Cảm ơn mày. Thằng Sáu Long bây giờ hết thời. Bây giờ phải bờ đỡ cũng giả hơn. Thôi đi mày. Để mặt em giả hơn đó các mày. Mày quen hả? Biết thì có biết, nhưng mà không biết thì tốt hơn. Tao nghe người đó nói tới Nhã Hân. Là ai vậy? Thì cũng là người tình cờ quen thôi. Nè, mày có người yêu mà giấu tao phải không? Bữa nào dẫn tới giới thiệu cho tao biết mặt coi. Mày mà giấu tao, tao mét bà chủ nhà trọ đó. Mày cứ tự nhiên. Người đó đâu phải là người yêu của tao đâu. Tao chẳng có gì hết. Khi nào có, nhất định tao sẽ trình diện cho mày. Ê Bình, tao mới nghĩ ra chuyện này nè. Chuyện gì nữa? Hình như là mày để dành được 30 triệu phải không? Rồi sao? Hay mày lấy số tiền đó hùng với tao đi. Lỡ mà có chuyện gì thì Phượng Dân cũng không nói được gì hết. Ok không? Mày tính hay đó. 30 triệu mà đi hùng với thằng có vài chục tỷ để kinh doanh. Doanh nhân mà kiếm đối tác làm ăn như mày thiệt là hiếm có trên đời đó. Cô ghê tởm tôi lắm phải không? Vậy là cô chưa bẩm báo mọi chuyện với ông già cô hay sao? Vì sao vậy? Giá mà tôi có thể nói ra được sự thật đó. Người tình của em vợ lại biến thành vợ của anh rể. Ngang trái quá nên khó nói cũng phải. Không phải là ngang trái, mà là quá nhơ nhút. Các người đã tạo ra sự nhơ nhút và kinh tởm. Dù cái thai trong bụng tôi mang nó có là của cha cô hay của cậu cô, thì chung quy nó vẫn là em của Giao Linh. Tôi nói vậy có đúng không? Cha cô thật là đáng thương, khi phải sống với những người mà ai cũng đều mang bộ mặt giả dối. Tôi không thể nào hình dung nổi ông ta sẽ nghĩ gì khi biết được sự thật này. Nếu không chết vì vỡ tim thì cũng ôm mối hận với thằng em vợ đểu giả. Còn tôi sẽ diễn cho xong vở kịch của mình, một nạn nhân đáng thương cũng bị cậu của cô lừa tình. Chắc chắn là cha cô sẽ tin tôi và yêu tôi hơn. Cô không làm gì được tôi đâu. Cô thật đáng khinh bỉ. Cô và ông cậu quý hóa của tôi đã bày ra những trò này, tất cả là vì tiền, vì tài sản của ba và mẹ tôi. Nhưng cô và cậu tôi quên một điều rằng, dù hai người có được cái tài sản đó thì cũng trở thành những con người thấp hèn trong mắt mọi người mà thôi. Mày im đi, mày đừng dở dọc đạo đức với tao. Mày cũng không hơn gì tao đâu. Tôi cảnh cáo cô, nên nhớ, cô đang trong tầm kiểm soát của tôi. Một khi mà tôi đã làm sáng tỏ được việc này thì tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà nhanh hơn cô nghĩ đó. Mày, tôi biết cô là người nắm rõ thông tin về người tình thật sự của cô. Nói đi, ông ta đang ở đâu, còn sống hay đã chết? Nói mau. Giao Linh đứng lại. Đứng lại.
tự đi mà tìm. Nếu như mày tìm được á thì tao chịu thua. Còn nếu như mày tìm không được á thì mày đừng mơ đụng vào tao. Tao thách mày đó. Nếu mà mẹ của mày mà có sống lại đi nữa thì cũng đừng có mơ đụng vào một cọng lông chân của tao. Câm ngay. Không được đụng tới mẹ tôi. Sao mày không chết cùng với mẹ mày đi? Tao thách mày đó. Thúy Hằng. Thúy Hằng. Ba. Châu Linh, con đi đi. Xin ba đừng nói như vậy. Con không phải là kẻ giết người. Không bao giờ con làm như vậy nữa. Ba, nghe con nói đã. Chuyện này. Im đi. Ai cho phép con xô ghẻ gì hả? Tại sao con lại độc ác như vậy? Có bao giờ cha mẹ dạy con nhẫn tâm như vậy không? Mẹ của con ở dưới suối vàng cũng đang khóc vì con đó. Ba, con không phải là người như vậy. Anh đừng có nhắc tới mẹ. Ba bị mê muội rồi. Anh à, sao anh biết em đang ở bên nhà ba mà đến tìm? Lúc nãy anh định tới đây là để trả xe máy cho em, nhưng mà không có ai ở nhà. Anh đoán là chắc em sang nhà ba của em, anh chạy qua đó thử xem sao. Cũng hên là anh lại gặp em ở đó. Em có chuyện gì sao? Cãi nhau với ba phải không? Em khóc, nhìn xấu lắm. Như vậy, đừng có khóc vì bất cứ lý do gì. Không hẳn là như vậy. Em không hiểu là mình đang gặp chuyện gì nữa. Mọi thứ tới thật nhanh và cũng rời xa thật nhanh, giống như khi nó đến. Em thấy ngộp thở và khóc là cách tốt nhất. Em là cô công chúa sống trong cái lòng mà có nhiều thứ dây quanh em quá, nên em không kiểm soát nổi, đúng không? Anh Bình chắc biết chuyện của em đúng không? Trước đây anh có nghe anh Mạnh nói nên anh mới biết. Nhìn em thì không ai có thể nghĩ là em lại có một cuộc sống quá phức tạp như vậy. Cả bổn phận và trách nhiệm đối với người đã khuất. Em không giận ba, nhưng có những điều em không thể nói ra một cách dễ dàng cho ba hiểu mà không bị tổn thương. Nhưng cũng không thể nói dối mãi như vậy được, trừ khi em chấp nhận sống chung với sự thật đó trong suốt cuộc đời mình. Thà mình đau còn hơn là khiến người khác đau cùng mình. Anh cũng nghĩ như vậy sao? Không, anh không hiểu hết chuyện của em nên không thể cho em lời khuyên đúng nhất được. Điều anh muốn nói là em nên kiếm cho mình một lối thoát, hoặc là đối diện, hoặc là để chúng lại sau lưng mình. Em cảm ơn anh Bình rất nhiều, vì mỗi lúc em buồn đều có anh ở bên cạnh. Em không sợ anh lợi dụng em sao? Anh có muốn như vậy không? Muốn chứ. Em sắp được thừa kế một tài sản khổng lồ, còn anh lại là kẻ thủ đoạn đang có kế hoạch làm con chuột chui vào mũi nếp. Em phải chú ý cảnh giác với anh đó. Nếu vậy á, em sẽ gài bẫy cho con chuột là anh chui vào lòng. Sau đó khi đã sập bẫy rồi á, em sẽ gọi anh Mạnh tới nằm thịt anh. Cho anh hết thủ đoạn. Em mà đánh thính thì coi như anh xong rồi. Anh xin đầu hàng. Đầu hàng thì không.
Ê mày, tao nghe cái vụ mà thằng Hinh nó vớt bà Trúc, sao mày nói tao nghe coi mày? Cha Hinh nó tán tỉnh bà Trúc công khai luôn, tình tứ tình tan với nhau lắm. Đúng là ngay từ đầu mà tao thấy cái thằng tòa lá lớp này là tao nghi lắm. Không ngờ nó nhanh tay như vậy. Nghĩ mà ông Hinh cũng hay á. Rình rình mấy bữa mà sáp cho bà Trúc liền. Ai như chú Tư vậy? Cứ mãi ngắm nhìn á, rồi bây giờ dở mộng cơn say tình ái rồi thấy chưa? Tao nói thiệt với chú mày á, tại tao ngại thằng cha Tư mớm mới chết, thành ra tao tính từ từ. Ai dè đó, thằng Hinh nó còn bẻ tay hơn tao. Có chuyện này á, nói cho chú Tư nghe vui vậy. Hôm rày tôi thấy bà Trúc á, bắt ông Hinh á, thông ống cống bệnh luôn á. Lúc trước á, ông Tư mớm còn sống, ông đâu có làm gì đâu. Bà Trúc á, phải thuê thợ móc ống cống. Nhưng bây giờ á, ông Hinh á, là thợ móc cống cho bà Trúc á. mày nói thiệt hả? Trời đất ơi, tình yêu mà móc cống mà yêu đương vậy? Trời ơi, vậy mà gọi là tình yêu? Tình yêu của ổ Việt Kiều nè. Mấy người vừa nói gì tới Hinh ổ Việt Kiều vậy? Có cái gì đâu. Hồi nãy giờ tao với thằng Bảy đang bàn cái chuyện của chú mày á, không biết có cái chiêu bài gì mà ẩm em Trúc lẹ quá trời. Ê, có chiêu bài gì chỉ tao với. Có chiêu bài gì đâu. Lúc mới gặp tôi là Trúc kết tôi rồi, nhưng mà tôi chưa có kết Trúc. Rồi qua liền. Ủa, nói lại coi. Không tin hả? Trúc kết tôi mà tôi chưa kết Trúc. Trời ơi, cao thượng quá à. Thiệt không? Nếu mà anh không thương bà Trúc á, thì rút lui đi, để cho chú Tư sắp vô. Nói kỳ bảy. Anh làm vậy á là anh thấy tội lỗi lắm á. Trời ơi, anh cao thượng dữ hả? Kính phục anh Hinh móc cống. Đừng kêu tôi vậy. Bộ quên tôi là Hinh ổ Việt Kiều rồi sao? Có gì đâu kỳ. Khi mà anh bán bò lá lốt á, thì tôi sẽ kêu anh bằng Hinh bò. Bây giờ á, anh móc cống cho bà Trúc, thì tôi sẽ kêu anh bằng Hinh móc cống. Bảy. Thôi bây giờ bảy gọi anh là Hinh nhà trọ đi. Còn không á, bảy gọi anh là Hinh Trúc nha. Đừng cứ gọi mấy tên kia nghe kỳ lắm bảy. Hinh Trúc, Hinh nhà trọ. Vậy tôi gọi anh bằng Hinh Trúc được không? Nghe cũng hay. Hinh Trúc là chính nút. Anh phải nói là bà Trúc bớt tiền nhà trọ cho tụi tôi nha. Bảy yên tâm đi. Vô. Anh Bình. Bây giờ thì em mới hiểu vì sao mà người ta mượn rượu để giải sầu. Nhưng trong số đó chắc chắn sẽ không có anh. Thì em cũng có muốn như vậy đâu. Nhưng mà có thể là rượu sẽ giúp em quên đi cái cảm giác mà phải đối mặt với sự giả dối. Cuộc đời không thể không có những nỗi buồn, thậm chí còn là những sự tuyệt vọng. Nhưng mà dùng rượu để giải sầu thì đó không phải là phương cách hữu hiệu. Bởi vì sau khi tỉnh lại, người ta sẽ càng buồn hơn. Bộ anh còn là một triết gia nữa hả? Nhưng mà em không tin anh đâu. Bây giờ có ai muốn cũng lấy với em không? Cầm lấy. Nè, Linh. Linh. Vậy đó. Thôi thì em cứ quên đi buồn đau trong chốc lát, vậy cũng tốt.
bây giờ là sai, là ngủ. Còn thằng này chắc là phải thức suốt đêm để mà canh rồi. Vậy cũng hay. Mẹ ơi, bà không tin con, bà đánh con. Mẹ về cứu con đi mẹ ơi. Rất may là thai nhi không bị sao hết, nhưng mà cô Hằng nên tránh vận động mạnh, vì trước 3 tháng nguy cơ sẽ thai rất cao. Nếu không may da chạm mạnh. Có chuyện này tôi muốn nhờ bác sĩ, nhưng bác sĩ hứa là đừng nói cho ai biết hết. Chuyện này chỉ có tôi và bác sĩ biết, không có người thứ ba. Cô nói đi, nếu có thể giúp cô được thì tôi sẵn sàng. Tôi muốn hủy cái thai này. Cô không nói đùa chứ? Tôi thấy thai nhi vẫn phát triển bình thường mà. Xin bác sĩ đừng hỏi nguyên nhân. Chỉ cần ngay sau đây khi gặp chồng tôi, bác sĩ nói cho chồng tôi biết là do tôi bị chấn động của việc té ngã nên bào thai đã bị động và có thể không giữ được. Mọi việc còn lại tôi sẽ xử lý. Tôi chỉ muốn bác sĩ giữ kín chuyện này cho tôi. Xong việc tôi sẽ hầu tạ bác sĩ. Tôi... Xin bác sĩ hãy giúp tôi. Tôi nói thật, mong bác sĩ thông cảm. Vì cái thai này không phải của chồng tôi. Tôi không muốn để lại. Vì để lại sẽ khiến cho cuộc sống của chúng tôi thêm đau khổ. Tôi không muốn chồng tôi phải biết sự thật trái ngang này. Sao rồi bác sĩ? Tình hình thế nào? Do chấn động mạnh nên bào thai bị động. Tôi đã tiêm thuốc an thai rồi, nhưng sau này thì chưa biết thế nào. Tuy nhiên cũng phải chờ đợi thôi, vì còn phải tùy thuộc vào sức khỏe của cô Hằng. Dạ. Ông nên động viên tâm lý cho cô ấy. Dạ. Và tránh suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến bào thai. Dạ cảm ơn. Tôi sẽ động viên nhà tôi. Để tôi gọi tài xế đưa bác sĩ về chứ. Tôi đang hẹn taxi ở ngoài rồi. Chào ông, tôi về. Cảm ơn bác sĩ. Tôi cảnh cáo cô, nên nhớ cô đang trong tầm kiểm soát của tôi. Một khi mà tôi đã làm sáng tỏ được việc này thì tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà nhanh hơn cô nghĩ đó. Tôi biết cô là người nắm rõ thông tin về người tình thật sự của cô. Nói đi, ông ta đang ở đâu, còn sống hay đã chết? Nói mau. Mình phải làm vậy thôi, không còn cách nào khác cả. Nếu giữ đứa trẻ này lại sẽ chỉ khiến cho mọi việc thêm phức tạp hơn mà thôi. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm xem Ân ở đâu, rồi còn lo tính chuyện với cái sản nghiệp này nữa. Mình không thể mất trắng tất cả vì con Giao Linh được. Em nè, bác sĩ chỉ mới cảnh báo thôi chứ đâu có kết luận gì chính xác. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, có hại cho cả em và con. Nếu chẳng may vợ chồng mình không có đứa này thì mình sẽ có đứa khác. Anh ơi, em không hiểu vì sao Giao Linh lại ác độc như vậy. Thà cô ấy giết em cũng được, nhưng sao lại giết con em? Em có lỗi với con, với cả anh nữa. Anh không ngờ con gái anh nhẫn tâm được. Từ nhỏ nó luôn là đứa nhân hậu dị tha. Chẳng hiểu tại sao bây giờ
cái gì đã khiến nó thay đổi như vậy? Vì sự ghen tuông, ích kỷ, nhỏ mọn, chứ không cái gì nữa hả anh? Chị em đã nói là sẽ sinh một đứa con trai cho anh, vì vậy mà nó nổi khùng. Nhưng lúc em không để ý, nó đẩy em ngã. Phải chị em không khát khao của con và anh thì đã không có chuyện. Alo, nhà Giao Linh nghe đây. Alo, ai vậy? Nếu không nói thì tôi cướp máy nghe. Tại sao không phải Giao Linh bắt máy mà lại là anh vậy? À, thì ra là anh Mạnh. Anh gọi mà sao không nói gì hết vậy? Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Mới sáng sớm anh có mặt ở nhà Giao Linh là nghĩa lý gì? Đêm qua Giao Linh có chuyện buồn nên uống say. Nhà không có ai, chỉ có tôi với cô ấy thôi. Cho nên đây là cơ hội tốt để tôi chui vào hũ hút nếp. Anh tới liền đi. Anh mà không đến bảo vệ cho Giao Linh, sau này đừng có trách là tôi không nói trước cho anh biết nha. Nghe rồi Bình. Tôi cảnh cáo anh không được làm gì tổn thương Giao Linh. Đừng để tôi tới xử lý anh về chuyện này đó. Tôi nói vậy cũng là để cảnh báo cho anh biết. Tại sao anh không biết giữ hũ nếp khi mà anh biết chuột đang rình? Tôi sẽ ăn hết mà không chừa cho anh một cơ hội nào đâu. Anh cứ việc làm những gì anh muốn, tôi không sợ anh đâu. Chào nha. Tôi đi vô ngủ tiếp đây. Cả đêm qua mất ngủ rồi. Anh thích thì tôi chịu. Ngủ thêm 30 phút nữa vậy. Mình, mày cứ trêu người tao đi. Tao sẽ giành trang bộ bản thân của mày. Để rồi coi, khi đó Giao Linh có còn tin được mày nữa không. Giao Linh à, anh thất vọng thật. Em có uống rượu sai tới mức đó là sao? Anh ta đã đợi tôi lâu chưa? Không sao đâu, tôi đã hẹn anh ta rồi. Chào anh. Chào anh. Xin lỗi tôi đến trễ. Xin giới thiệu, đây là anh Mạnh, người mà tôi tính giới thiệu cho cô. Còn đây là cô Nhã Hân. Cô ấy đang cần một người vệ sĩ tận tâm, tận lực. Tất nhiên là võ thuật phải cao rồi. Tôi tin là cậu sẽ đảm trách tốt những công việc mà cô ấy giao. Rất vui được gặp anh. Thôi, hai người nói chuyện đi. Tôi có chút việc tôi phải đi rồi. Ừ. Chào anh. Chào anh. Mời con. Cảm ơn anh. Có việc gì? Cứ để tôi tự nhiên. Cô có thể cho tôi biết cụ thể hơn về những yêu cầu của cô đối với vệ sĩ không? Tôi rất thích sự thẳng thắn của anh. Người mà tôi tuyển chọn cần đạt được 3 điều kiện. Thứ nhất là phải giỏi võ. Thứ hai là phải trung thành tuyệt đối. Và điều cuối cùng là chưa có vợ. Yêu cầu của cô đưa ra hơi cao. Tuy nhiên hiện thời tôi nghĩ mình có thể đáp ứng được. Có nghĩa là anh chưa lập gia đình. Tôi vô duyên lắm, đâu có ai thèm lấy. Anh chưa có gia đình, nhưng chắc là có người yêu rồi. Xin lỗi vì hỏi anh như vậy, nhưng Hân cần biết tất cả những gì liên quan tới anh. Có thể Hân muốn tránh một cuộc ghen tuông vô lý. Nếu chị coi vậy thì cô có thể yên tâm, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Rất là tuyệt. Nhã Hân đặt ra điều kiện đó
Bởi vì vệ sĩ luôn túc trực bên Nhã Hân 24/24 tiếng. Người đã có gia đình riêng thì khó làm được chuyện này. Tôi hiểu. Còn cô... Anh có thể gọi Nhã Hân bằng tên. Cảm ơn Hân. À, xin phép cho tôi được hỏi, Hân đã có gia đình hay người yêu chưa? Tôi cũng muốn biết để tránh những phiền toái xảy ra sau này. Khi đàn ông ghen thì nhiều chuyện xảy ra lắm. Chắc một người đẹp như Nhã Hân thì quá rành chừng này rồi. Không sao, thẳng thắn là tốt, cởi mở lại càng tốt hơn. Nhã Hân chưa có gia đình, cũng chưa có người yêu. Nhưng để làm việc thì Nhã Hân có rất là nhiều mối quan hệ với nhiều người đàn ông. Hân tin là có nhiều người muốn lên giường với mình. Nhưng để Hân gật đầu thì cần phải xem xét lại nhiều khía cạnh khác. Đó lại là chuyện riêng rồi. À, vậy thôi, tôi sẽ không hỏi thêm chuyện gì nữa. Nhã Hân có thể đặt sinh mạng của mình vào tay anh được không? Nếu muốn để Nhã Hân tin thì tôi sẽ phải chứng minh nhiều. Nhưng cá nhân tôi có thể khẳng định rằng tôi sẽ không khiến Hân phải thất vọng về mình đâu. Tôi là người sống nguyên tắc và tôi tin vào sự lựa chọn của mình. Hân cũng tin vào sự lựa chọn của mình. Chúc mừng anh Mạnh. Anh chính thức làm vệ sĩ cho Hân kể từ giây phút này. Anh đang làm gì vậy? Ủa? Cô công chúa say rượu đêm qua đã tỉnh rồi hả? Ừ. Có đau đầu không em? Có. Đầu em nhức như búa bổ vậy đó. À, vậy để anh nấu cho em miếng cháo để giả rượu. Thường thì sau khi say thức dậy, có miếng cháo vô bụng, nó sẽ đỡ giật giả. Anh sẽ cho thêm một quả trứng vô nữa. Bảo đảm em ăn tô cháo này vô, sẽ thích cho mà xem. Cảm ơn anh. Em vô nhà vệ sinh một lát. Mình thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa, dù chỉ là một giọt.